Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Thất thân làm thiếp của tác giả Nguyệt Sinh. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 31, Thanh Lịch Lầu Các. Thất thân làm thiếp. Vãn Thanh được mời ở trong một gian phòng của Lý Lầu Các, là nơi thanh nhã, chỗ vào cửa có một cây lê cảnh, trên bàn là một chậu kiếm lan, duy một đóa hoa đang âm thầm nở. Trên bức bình phong vẽ một mỹ nhân thanh lịch, cầm quạt ngắm hoa trăm hoa khoe sắc diễm lệ. Nữ tử cầm quạt khẽ lay động, khóe miệng nở một nụ cười yếu ớt lãnh đảm, muốn nói mà vẫn ngăn lại được. Trên bức vẽ đề từ, mỹ nhân như vậy làm cho người sinh tình ý. Trái lại tức cảnh sinh tình. Nàng nhẹ nhàng tiến ra lan can lầu gác, đưa mắt nhìn, thật là thỏa mắt, bư xê bình phong thật đẹp, được đặt thẳng hàng, thật nhỏ bé nhưng cũng rất chỉnh tề. Vãn thanh thích nhất cảnh đẹp như vậy. Nhìn mặt trời lúc hoàng hôn, Thật thoải mái, gần như có thể phóng thích tâm tình. Lão bá đi đến, thấy dáng vẻ hài lòng của Vãn Thanh liền hỏi, nhị phu nhân có được vừa ý chứ? Vãn Thanh liền gật đầu, nơi này vô cùng thanh tân, thanh lịch, hơn nữa nhiều đồ vật tinh xảo như vậy nhưng không khiến người ta có cảm giác quá xa hoa, trọng yếu ở đây là vừa nhìn vào đã có cỏ cây xanh biếc, hương thơm thanh tân tản mát lên mũi khiến người ta cảm giác sảng khoái, nơi này thật là tuyệt. Vãn Thanh liên tục khen gian phòng trong lòng thật sự cũng rất vừa ý. Lão bá nghe được vãn thanh nói trong lòng cũng bỗng dưng có cảm giác thập phần thoải mái, vì vậy quên hết tất cả liền nói, gian nhã các này vốn là để phượng thiếu ra nghỉ ngơi, trừ phượng thiếu ra ra, những người khác không thể vào ở. Vãn thanh nghe đến đây, trên mặt như một cứng lại, như người bị bát nước lạnh hắt vào, lão bá là ý tứ gì đây, không lẽ là để nàng và phượng cô ở cùng một chỗ đây chứ? Nghĩ đến điều này, trong lòng đang thoải mái hưởng thụ cảnh vật đột nhiên phai nhạt vài phần. Dù là cảnh vật, nơi ở tốt đến đâu, nếu phải ở cùng với một người tận trong tâm không muốn gặp mặt thì cũng chẳng còn gì thú vị. Hơn nữa, tuy nói bọn họ là vợ chồng nhưng chính là chưa có một lần nào chính thức có quan hệ đúng nghĩa vợ chồng. Lão Phúc nhìn sắc mặt vãn thanh thay đổi, không hiểu vì lý do gì, vì vậy đành nói tiếp, bất quá phượng gia không muốn làm nhị phu nhân mất tự nhiên, không muốn ở chung phòng với nhị phu nhân, vì vậy lão phúc không thể làm gì hơn là đưa người tới tây sương còn nơi này sẽ để lại cho nhị phu nhân ở vãn thanh nghe xong trong lòng vốn đang nặng như có tảng đá lớn đè tức thì rơi xuống nàng khẽ thở phào an tâm chỉ cần không phải ở cùng một phòng với phượng cô bất kỳ là phòng nào cũng đều tốt cả chỉ là nàng không nghĩ tới lão phúc lại làm như thế mà phượng cô hắn cũng đồng ý với điều này sao lão bá nhược là một người trông coi ở phượng vũ cửu thiên lại có quyền hạn như thế sao chỉ quan sát cuộc đối thoại giữa hai người đã khiến nàng cảm giác thập phần kỳ quái rồi lúc này nghe nói như thế lại càng cảm giác ngạc nhiên không thôi phúc bá ta ngủ ở đâu cũng giống nhau thôi không cần phải ở tại nã các thế này kỳ thật tây xương phòng cũng tốt mà mặc kệ là nguyên nhân gì nàng cũng không muốn cho phú bá vì nàng mà khó xử nhị phu nhân không cần lo lắng chỉ có nhị phu nhân mới có thể nghỉ tại nhã các này nhược bằng những người khác muốn nghỉ tại đâu lão bá ta cũng không đồng ý lão phúc nói một hồi vẻ mặt hiền hậu trong lời nới mang vài phần cười đùa làm cho người ta có cảm giác thoải mái vãn thanh hướng về phía lão bá cười một tiếng nàng thực sự quý mến ông lão này không phải vì vị trí của lão mà là vì tính cách này của lão cảm ơn phúc bá cảm ơn cái gì chứ phương tử này vốn là của phượng gia nhị phu nhân ở tại dinh thự của Phượng Gia, điều đó có gì cần phải cảm ơn chứ? Chỉ cần không cảm giác khó chịu là tốt rồi. Mới đầu lão bá nói có vẻ khách khí, thanh âm bình thản nhưng càng nói càng kích độc lên, tiếng nói có vẻ lớn hơn. Càng nói càng lớn giọng. Chỉ là những lời này, nghe thế nào cũng không hiểu hết được ý tứ. Nếu lão nói đây là dinh thự của Phượng Giam như thế nào lại không để Phượng công nghỉ tại phòng này chứ? Bất quá, nàng cũng không tiện hỏi ra người này tốt với nàng vậy nàng không hề muốn làm xấu đi mối quan hệ này lão phúc này đối với nàng rất tốt chính là nếu không có phúc bá sắp xếp cho vãn thanh ở nơi này vãn thanh không thể được ở nơi lầu các thanh lịch thế này à vãn thanh khẽ nói mang theo sự dịu dàng khó trách được ở trước mặt trường bối nàng lộ ra tâm tình thiếu nữ nhất định rồi nếu không phải là do phúc bá an bài tiểu thư sợ răng sẽ phải ở tây xương phòng mất xong nhi tiếp lời nói trong miệng tràn đầy oán khí có vẻ không phục nhi phu nhân cho lão phúc hỏi một câu lỗ mãng nhị phu nhân cùng thiếu gia rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra lão phúc nói xong vuốt tròm râu hai mắt tràn ngập sự tò mò đối với cái vấn đề này thập phần ham thích nhìn ánh mắt sao lại y hệt ánh mắt của phụ nhân giờ ngọ bát phong cơ chứ cún ta cũng ca biết là cái gì a à? mặt miếu. Vãn thanh nghĩ vậy không khỏi bật cười, nhưng là tức thời nén được. Chuyện này thực ra rất dài dòng, mặc dù Phúc Bá ở chấn xa xôi kinh thành nhưng chắc đã từng nghe chuyện xảy ra với vãn thanh trước kia chứ. Dù sao cũng là lão quản gia của một phường thuộc phượng Vũ Cửu Thiên, có thể không biết rõ quốc gia đại sự, nhưng là chuyện của phượng gia thì chắc chắn phải biết sơ qua một chút. Hơn nữa, chuyện này xôn xao khắp làng trên xóm dưới, chắc chắn rằng cũng có người ở chấn này nghe qua. Nghĩ đến đây, nàng vài phần ảm đạm, khẽ buông mi mắt xuống. Mặc dù nàng biết nàng không sai, cũng đã tự nhủ bản thân không cần để ý đến những tin đồn nhưng vừa nghĩ đến thì không tránh khỏi trong lòng một niềm chua xót. Vãn thanh nghĩ quả không sai, lão Phúc đương nhiên đã nghe qua chuyện này, nhưng lão không hề phản ứng gì, chỉ chăm chú nhìn vãn thanh rồi sau đó nói, nhị phu nhân kỳ thực không cần quá thương tâm chuyện này, việc này không phải do ngươi làm, ngươi chỉ là do bị người khác hại mà thôi. Vãn Thanh không nghĩ tới Lão Phúc sẽ nói những lời như vậy, từ sau khi nàng xảy ra chuyện, đây là lần đầu tiên nàng được nghe những lời an ủi như vậy, tuy rằng mẫu thân đau xót nàng, thương tâm nàng nhưng cùng chưa từng một lần nói qua những lời như vậy. Lão bá không hề trách nàng sai, nàng chỉ là một người bị hại mà thôi. Nhưng cũng rõ ràng một sự thực rằng, nàng là một người không trong trắng. Điều này là nỗi bị ai lớn nhất của nữ tử. Mắt nàng đỏ hoe lên, lệ, suýt nữa sẽ chảy ra. Cảm ơn, cảm ơn Phúc bá, người làm cho Vãn Thanh thực sự được an ủi, vô cùng cảm động. Nàng mỉm cười, ánh mắt chan chứa, vất vả lắm mới không rơi nước mắt. Nhà đầu ngốc, lão Phúc thở dài, mới nói, kỳ thật chuyện này trong mắt của ta, quyết không đơn giản, có lẽ chuyện này không đơn giản như những gì ta trông thấy. Nói không chừng, chỉ qua vài chuyện sẽ tìm được một sự tình gì thì sao? Đương nhiên, quá trình có lẽ sẽ vô cùng gian khổ nhưng nếu có thể đi đến cuối con đường sẽ có được hạnh phúc đích thực lão bá cảm thấy chuyện này không hề đơn giản rõ ràng là có nguyên nhân gì sâu xa vừa vặn trước ngày cưới ba ngày nàng vì sao gặp cường bảo kẻ đó chắc chắn phải vô cùng to gan lớn mật trăng đến cả con dâu của phượng gia cũng dám động tới sao lão bá trong lòng thầm nghĩ người dám làm như thế không nhiều chắc là kẻ phải có thống hận với phượng gia nhưng là vì sao xảy ra chuyện này mà phượng cô không có chút thương cảm sao cho dù hắn không thích thượng quan vãn thanh nhưng chuyện đó vốn dĩ không phải do vãn thanh hơn nữa sẽ làm tổn hại đến uy danh của phượng vũ cửu thi ân với tính cách ngạo mạn của phượng cô ắt phải tìm ra kẻ đó chứ nhưng là hắn không hề làm một điều gì tất cả điều này thoạt nhìn qua đã thấy có điểm không ổn phảng phất trong nội tình còn ẩn giấu rất nhiều điều vãn thanh nghe những lời lão bá nói có điểm giật mình chuyện nàng bị phượng cô cường bảo trừ phượng cô và nàng ra, không người nào biết được. Nhưng trong lời nói của Lão Phúc, Khước mơ hồ như biết được chuyện gì đó. Lão Phúc lầm tưởng vãn thanh không giải thích được, bản thân trong lúc này cũng không biết giải thích như thế nào cho hào hảo, vì vậy chỉ có thể tận lực giải thích cho nàng, nhị phu nhận. Mặc dù thiếu gia bên ngoài lạnh lùng nhưng trên trên thực tế thiếu gia cũng là người. Nửa chừng câu nói của Lão Phúc bị ngắt ngang, chợt một thanh âm vang lên mang theo vài phần tà khí, "Lão Phúc, xem ra nhiều tháng không gặp, ngươi lại ăn nói hàm hồ rồi, không nên nhiều lời." Chương 32, nhưng lại muốn cùng ở nhất các. Thất thân làm thiếp, Vãn Thanh nhìn ra cửa, thấy Phượng cô mang vẻ mặt lãnh đạm đứng đó, quay lưng về phía ánh sáng, mặt của hắn vì bị khuất sáng, chỉ nhìn thấy một mảnh âm u, không thể nhìn rõ cái gì. Vãn Thanh thấy, lúc nhìn lão Phúc, miệng hắn phảng phất sự vui vẻ nhưng nàng còn thấy cặp mắt phượng hẹp dài của hắn cũng có ẩn dấu sự tức giận lúc nàng nhìn hắn hắn ném cho nàng ánh mắt cảnh cáo cảnh cáo thật sao cảnh cáo cái gì cơ chứ cảnh cáo nàng đừng có nói ra chân tướng sự việc với lão phúc sao trừ cái này nàng không thể nghĩ ra hắn muốn cảnh cáo nàng về chuyện gì hắn cũng sợ sao hắn sợ người khác biết chuyện đấy sao thật là buồn cười Nàng còn tưởng rằng hắn là người bách độc bất xâm, ám chỉ là người không sợ cái gì. Nguyên lai, like, hắn cũng chỉ đến thế mà thôi. Nàng lạnh lùng nghĩ, còn đáp trả hắn một nụ cười lạnh lùng như băng giá. Rồi sau đó không thèm nhìn hắn nữa, như khiêu khích. Nàng muốn khiêu khích hắn. Nàng đã nhịn quá nhiều, nếu còn tiếp tục, hắn sẽ càng được nước lấn tới, nàng không thể để hắn khi dễ nữa. Nàng cũng có sự kiêu ngạo của bản thân nàng cũng có sự tôn nghiêm của bản thân chẳng nhẽ cứ để hắn đạp lên mãi hơn nữa hắn muốn thương tổn nàng thế nào nàng cũng kệ nhưng nàng không thể chịu được việc hắn hành hạ người của nàng xảy ra chuyện ngày hôm qua lòng của nàng đã đóng băng may là song nhi không có việc gì nếu không nàng phải ăn nói sao đây trước đây nàng vẫn nghĩ dù sao nàng sẽ phải chung sống với hắn cả đời cho nên nàng sẽ cố gắng ẩn nhẫn đối với chuyện hắn đã cưỡng gian nàng nàng sẽ không vạch trần sẽ dùng vẻ mặt ôn hòa nhìn hắn như thể chưa từng xảy ra chuyện gì nhưng hắn cứ hết lần này đến lần khác tìm cớ gây sự với nàng chỉ có kẻ tàn bạo như hắn mới có cái ý nghĩ bệnh hoạn đấy nàng một mực cố gắng để mối quan hệ giữa nàng và hắn không quá cứng nhắc dù sao chuyện hắn và nàng quan hệ như nào cũng trực tiếp ảnh hưởng đến mẫu thân nàng nghĩ tới ra cùng mọi sự hưng lời này luôn không sai nhưng có ai ngờ ẩn nhẫn như thế chỉ khiến hắn được nước lấn tới gây sự với nàng hôm nay nàng không cần phải cố gắng trương ra bộ mặt dịu dàng nhỏ nhẹ với hắn cùng lắm thì chết là cùng phượng ra đến từ lúc nào vậy lão phúc cũng không thèm để ý lời của hắn tựa hồ là thói quen thông thường cũng tựa hồ biết mặc kệ ông lão nói như thế nào phượng cô sẽ không trách phạt ông lão người cứ ở đây nói chuyện ta nếu không đến chỉ sợ qua ngày mai ngươi cũng chưa chắc nhớ ra việc phải bẩm báo cho ta chứng vụ Phượng cô nói với Lão Phúc, mặc dù từ ngữ có chút giận, nhưng giọng nói vẫn ấm áp, không có cảm giác lạnh lùng tàn bạo mọi khi. Ha ha, Lão Phúc cười, vuốt vuốt tròm dâu trắng, cười cười nói, Phượng gia cũng biết, Lão Phúc đã có tuổi, người cao tuổi, thích lại nhảy cả ngày, gia không thích nghe, ta phải tìm nhị phu nhân để nói một hai câu, chuyện dễ hiểu mà. Phải không, Phượng cô nhìn về phía hắn, mặc dù ngữ khí không có quá bén nhọn, nhưng đáy mắt lóe lên sự không tin. Lão Phúc hoàn toàn không để ý, vẫn cười nói, đương nhiên là phải. Lão Phúc giờ đôi mắt vẫn còn híp lại vì cười hỏi Phượng cô, nếu không phải, Phượng ra cho rằng chúng ta mưu đồ chuyện gì. Câu nói này, khiến Phượng cô không biết phải đáp lại như nào. Chuyện hắn không muốn người khác nói ra, đương nhiên bản thân hắn cũng sẽ không thừa nhận. Lúc này nếu đổi thành người khác, chỉ sợ đã bị hắn cho một trường, nhưng là Lão Phúc, thì hắn chỉ có thể cười không chút so đo ta không nghĩ hai người mưu đồ chuyện gì chỉ là vừa vặn lại đây nghe được thuận miệng hỏi thôi phượng cô cũng dùng thái độ đùa đùa cợt cợt một câu nói chuyện nhỏ hóa không có gạt chủ đề này qua một bên ánh mắt nhìn chăm chú vãn thanh khóe miệng khẽ nhếch cười như thể đang mưu tính chuyện gì mặc một bộ trường bào bằng gấm màu trắng bạch sắc gấm vóc chắp tay đứng nhìn vãn thanh cũng không thèm đi xem hắn mà an tĩnh ngồi trên ghế nàng nhìn ra hắn đang tính toán chuyện gì đó mặc dù không biết hắn cuối cùng muốn làm gì nhưng nàng biết đấy chắc chắn không thể là chuyện tốt đẹp nếu hắn không nói nàng không cần phải để tâm vì vậy liền nhấc chén trà trên bàn khẽ nhấp một ngụm nhấm nháp hương vị vốn chỉ định che giấu sự sợ hãi trong lòng không thể ngờ nước ở đây ngọt lành khinh nhuận chỉ một ngụm nhỏ cũng thơm ngát lên rồi ánh mắt của nàng sáng ngời nhìn về phía phúc bá trà này ngoặc kép nàng còn chưa nói ra lão phúc đã lộ vẻ mặt hưng phấn mà hỏi trà rất ngon đúng không vãn thanh liền nói trà thơm mà không chát khí hương mà không khuếch tán lướt qua lưỡi liền có mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng chạm đến yết hầu sẽ cho cảm giác khoan khoái rồi cho vị ngọt lành đáng tiếc vãn thanh chỉ biết là trà khương quân mao tiêm không đoán được đã pha chế thế nào nàng nghĩ đến tuyết trên hoa mai hoặc xương sớm để pha chế nhưng những phương pháp đó nàng đều đã dùng qua, vẫn không có được vị ngọt lành như tách trà này. Mùi hương đó, không lẫn hương hoa, mà chỉ là mùi trà hòa tan với nước cho cảm giác ngọt lành. Người tất nhiên đoán không ra, trà này, dùng thứ chỉ trấn xong phúc mới có, là nước suối lọc qua bông, bông sẽ lọc ra thứ nước trong vắt, không tạp chất. Đoạn trà bánh này không ảnh hưởng nội dung cho phép mình edit bừa một tí, lão Phúc nói với vẻ mặt vui vẻ, rồi như nhớ ra kẻ từ nãy giờ không nói câu nào là phượng cô, quay sang hắn, chậm rãi thần bí nói tiếp con suối này, cũng có lai lịch. Con suối này vốn ở sau núi, bình thường ít người lui tới, là phượng thiếu gia của chúng ra phát hiện ra nó. Lão nói xong cố ý liếc mắt về phía phượng cô, mà phượng cô vẫn bày ra cái vẻ mặt đấy, cười mà như không cười, như thể đang suy nghĩ điều gì đấy. Vãn thanh nghe xong, sắc mặt trở nên bình thản, mặc dù khóe miệng mỉm cười, nhưng ánh mắt ham thích không còn chỉ còn lại thái độ lạnh lùng nhàn nhạt trả lời không ngờ xong phúc chấn lại là địa phương thần kỳ như thế có thể có con suối như thế nói xong đưa tách trà lên miệng không mở miệng nói gì nữa ông lão đương nhiên nhận ra cái không khí bất bình thường này nhưng là người không chịu được sự tịch mịch liền nhớ ra có điều chưa hỏi phượng cô quay sang nói phượng ra tới đây có chuyện gì sao tây sương phòng bé quá ta muốn ngủ ở đây hắn nói một câu nói ngắn gọn chẳng khác nào xét đánh giữa trời quang nàng giơ lên đôi mắt thắc mắc nhìn hắn hắn muốn tới lầu các ngủ vậy bảo nàng phải đi đâu nghĩ đến chuyện phải ngủ chung với hắn nàng thấy không tự nhiên chút nào nhưng nghĩ kỹ với thái độ yếm ác của hắn đối với nàng mà nói hắn chắc không muốn cùng nàng ở cùng một chỗ nghĩ đến này vãn thanh yên tâm rất nhiều lão phúc vừa nghe đang hăng hái nhìn hai người như thể không trông thấy thái độ không thiện ý của cả hai, vội vàng lên tiếng, "Ta nói, nhị phu nhân tới, chỗ này nên để cho nhị phu nhân ở." Lão Phúc quả quyết nói với thái độ như chém đinh chặt sắt. Phượng cô hướng về phía lão Phúc cười tà tiếu, "Ta chưa từng nói không cho nàng ở đây." Ngụ ý là muốn cùng nàng ở chung một chỗ. Chương 33: Lạnh lùng đối ứng. Thất thân làm thiếp, ta không muốn ở chung một chỗ với Phượng cô. Vãn thanh nghe xong lời của hắn, vội vàng khước từ, ngữ khí không chút khách khí, thẳng thừng mà kiên quyết. Lời nói này qua mức đột ngột, khi nàng vừa nói xong, mọi người đều quay ngoắt về phía nàng. Nàng tại bản thân quá mức kích động nên nhất thời nói ra những lời thẳng thừng như thế. Vì vậy liền chậm rãi thông thả nói tiếp, ta biết là ra muốn ở một mình, vì như thế thì ra mới có thể ngủ an ổn được, còn về phần ta sẽ qua tây xương phòng ngủ. Sao? không nghĩ tới ái thiếp lại muốn quản chuyện của ta. Phượng cô nhướng mày hỏi, giọng nói không có chút thiện ý nào, mang theo vài phần tức giận. Hắn nguyên lai không dự định cùng nàng ngủ chung một phòng, chẳng qua là muốn đuổi khéo lão phúc đi rồi mới yêu cầu nàng tự qua tây xương phòng mà ngủ. Cũng không nghĩ nàng lại nhanh chóng từ chối hắn như thế, đây là lần đầu tiên hắn mất mặt như thế, nữ tử kia như thế nào lại dám từ chối yêu cầu, gạt hắn qua một bên như thế. Thượng quan vãn thanh, xem ra càng ngày ngươi càng không biết thân phận của mình. Nàng cùng lắm cũng chỉ là tiểu thiếp của hắn thôi, trước mắt người khác lại dám cự tuyệt hắn ở cùng một phòng sao. Chính là việc nàng cự tuyệt hắn, hắn càng phải để tâm. Phượng cô đảo mắt nhìn nàng, rốt cuộc nàng muốn đùa thế nào đây? Ra đường xá bôn ba, mệt nhọc, khó có thể tìm được nơi thanh tĩnh để nghỉ ngơi, thân là thiếp của người, thiếp đương nhiên phải hiểu được những điều như thế nàng cố gắng đem những điều thông thường nhất ra nói sao cho hợp lý chỉ là ai biết được nàng nói những điểm này chỉ có một mong muốn là không phải chung một phòng với hắn mà thôi còn những thứ lễ giáo hiểu biết chẳng qua chỉ là cái cỡ để không phải ở cùng một phòng với hắn vãn thanh thật biết suy nghĩ nhưng ta lại không muốn ngươi đi nghỉ ngơi ở tây sương phòng thiếu tiện nghi phượng cô vừa nói vừa nhìn nàng khuôn miệng nở một nụ cười tàn nhẫn nam nhân kia giống như ma quỷ cứ bám lấy người ta không tha. Lần đầu tiên từ miệng hắn nói ra hai chữ tên nàng, âm thanh mang theo vài phần lạ lùng. Nàng nhìn hắn, không rõ ý đồ của hắn, hắn không phải là luôn muốn đuổi nàng đi sao? Cũng không muốn cùng nàng một phòng sao? Nàng đã tự nguyện xin hắn cho nàng sang Tây Sương phòng nghỉ mà hắn lại từ chối muốn nàng cùng nghỉ tại nhã các sao? Nhưng, nhìn bộ dạng thì thật sự là hắn không hề muốn như thế rốt cục là phải như thế nào đây phải chăng là do nàng vừa làm hắn mất mặt nên hắn có ý định gì với nàng sao vô cùng mất mặt ý chứ đúng là sau khi nàng nhất thời kích động nói ra những lời đó chứng kiến thấy vẻ mặt hắn xanh mét ngẫm lại chắc hắn là vì nguyên nhân đó dù sao thì hắn cũng là người lấy sự thống khổ của người khác làm niềm vui nhưng mặc kệ hắn muốn như thế nào nàng nhất định không thể ở chung một nơi với hắn nàng lạnh lùng cười một tiếng thanh âm mềm nhẹ lời nói phả ra cùng mùi đàn hương, ra đã có lòng như thế, thiếp thân sẽ không phụ tấm lòng của người. Lão Phúc ở một bên, nghe hai người bọn họ kẻ nói tới, người nói lui, không hiểu hai người này đang diễn màn gì. Hai người này, bộ dạng không giống hai vợ chồng thật sự chút nào, ban đầu lão tưởng là đùa vui với nhau, nhưng chứng kiến một màn xong, cản bản là không giống như hai vợ chồng son giận dỗi. Chỉ là nếu Phượng cô không thích nàng, vì sao còn dẫn nàng đi cùng để tham gia đại hội võ lâm minh chủ thật kỳ quái bất quá lão lại thấy trong lòng không thoải mái khi nhìn cảnh này bởi vì lão vừa nhìn thấy thượng quan vãn thanh đã rất yêu mến nàng so với đại phu nhân tùy nhu thì vãn thanh cũng nhiều phẩm chất tốt cả hai đều là những người con dâu tốt lão rất ưa cô con dâu này nhưng xem tình hình này thì có chuyện không đơn giản rồi hai người bọn họ căn bản là có chuyện gì không rõ ràng đây lúc này để hai người ở cùng một chỗ chỉ sợ chỉ càng làm cho mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn, xem chừng bộ dạng này của phượng cô, nếu vãn thanh ở lại nơi này, chắc hắn sẽ hành hạ nàng một phen. Vì vậy, lão bá chậm rãi lên tiếng, chỉ bằng mời nhị phu nhân qua tây xương phòng nghỉ tạm vậy. Lão bá ta sẽ sai người ngay lập tức bố trí lại tiệm nghi ở đó. Phượng cô lạnh lùng chừng mắt, không cần, chúng ta hai người ngủ cùng mới có thể ngủ ngon được, cần gì phải nhiều chuyện như thế quyết định như thế đi, ta với nàng sẽ ngủ tại nhã các này. Lão Phúc thấy Phượng Cô nói thế cũng không biết làm thế nào cho phải. Nhưng mà nhị phu nhân, Lão Phúc nhìn ánh mắt kháng cự của Vãn Thanh, biết bản thân đã đi qua giới hạn, nhưng thật lòng cố gắng nói để cứu Vãn tình hình. Phượng Cô mới chính là kẻ quyết định. Hắn cười một tiếng, Lão Phúc, ngươi không phải nói vợ chồng ta có chỗ kỳ cục sao? Ta chỉ làm như ngươi nói thôi, bây giờ ta muốn cùng nàng ngủ một chỗ, người phải như thế nào mới an bài đây lão phúc nghe vừa xong lời này thiếu điều muốn cắn đầu lưỡi những lời kia đúng là vừa từ miệng lão ra giờ lại nói những điều ngược lại không còn cách nào khác là nhìn hết trái phải không dám mở miệng tùy tiện sợ mắc phải sai lầm nữa vãn thanh cũng lạnh lùng đứng một chỗ trong lòng thầm hối hận nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn của hắn nàng biết những điều khổ sở lại sắp tới có điều mặc kệ thế nào nàng cũng không thể để lộ ra nửa phần sợ hãi cho người ta xem thường, dù thế nào cũng không nhượng bản thân yếu mềm, nàng phải có tôn nghiêm của nàng. Phu bá, nếu như ra muốn vãn thanh hầu hạ, vãn thanh nghỉ ở trong nhã các thế này cũng tốt. Ra đã có thâm tình hậu ý, nếu vãn thanh còn từ chối, thật là không hay chút nào. Nàng vừa nói, vừa cố ý nhấn mạnh bốn chữ, thâm tình hậu ý, phảng phất sự sang trọng, đi kèm với việc bản thân nghiến răng nghiến lợi. Nói xong, nàng ngẩng đầu lên khuôn mặt tựa hồ không có chút biểu cảm gì không để ý sự tình xung quanh thuận miệng nói tiếp phúc ba bữa tối đã chuẩn bị xong chưa ta đói bụng bữa tối đã sẵn sàng mời nhị phu nhân dùng lão phúc vừa nghe vãn thanh nói mắt lộ ra ý tán thưởng phượng cô tàn nhẫn lãnh khóc là thế thiên hạ được mấy người không sợ hắn vãn thanh này lại có thể quật cường đối mặt với hắn như thế trên mặt không hề lộ nửa vẻ sợ hãi nam nhân có thể làm được như thế chỉ sợ là không có. Bất quá, càng tán thưởng nàng bao nhiêu, lão lại càng lo lắng khi thấy thần sắc tàn nhẫn của phượng cô bất nhiêu, lão biết, tối nay, chắc chắn vãn thanh sẽ phải chịu những sự trừng phạt. ngẩng đầu nhìn về phía vãn thanh, thấy khuôn mặt nàng cương nghị, ánh mắt kiên định nhìn phượng cô. Phượng cô nhếch mép cười nhạt, trong mắt hiện rõ sự tàn nhẫn, lãnh khốc, làm cho người ta trông thấy mà hoảng sợ. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 34, đối mặt. Thất thân làm thiếp, bữa cơm thật vô vị, nghĩ tới việc ăn xong sẽ phải trở về phượng các đối mặt với nam nhân kia, nàng không ăn nổi. Cầm đôi đũa trong tay, không thể nào tập trung ăn cho được, cuối cùng nàng đành để đôi đũa xuống. Bình sinh nàng ăn uống đã ít, hôm nay lại càng khó ăn, trong lòng chất đầy suy nghĩ. Hường thư đứng một bên trong lòng lo lắng, khuyên ngủ, nhị phu nhân nên ăn nhiều một chút. Mặc kệ chuyện gì, cũng nên ăn thêm đi. Ra cùng nhị phu nhân vừa xảy ra chuyện, bản thân nàng chứng kiến nhưng thật sự là nàng bó tay không làm gì được. Nàng có thể chiếu cố nhị phu nhân, chăm sóc nhị phu nhân bình an trên đường đi, nhưng nàng không được làm bất cứ điều gì chống lại ra, cho nên những lời song nhi hôm nay hỏi nàng, nàng không biết trả lời thế nào. Bốn người bọn nàng Hồng Thư Hoàng Kỳ Lục Cầm Lam Hỏa đều là người của gia, các nàng đã từng thề sẽ chỉ trung thành với mình ra, ngay cả khi ra chết cũng sẽ nguyện chết theo ra. Kỳ thật, bản tính ra không phải là kẻ lãnh khốc như thế, là do chuyện năm đó khiến cho hắn trở thành như vậy, có đôi khi chỉ vì một chuyện gì đó mà khiến cho người ta trở nên cực kỳ tàn nhẫn. "Không ăn, ta thực sự không ăn nổi, các ngươi ăn đi, sau đó thu dọn đi." Vãn Thanh đứng lên, thật sự là ăn uống không vào. Kỳ thật có một số việc bắt buộc phải đối mặt hắn là ma cũng được là quỷ cũng được đều không sao cả nàng đã nhận được rất lâu thật lòng vẫn muốn nhẫn nhịn trốn tránh nhưng thực sự là không có tác dụng rốt cục cũng phải đối mặt nàng vừa kéo váy đứng lên đã nghe thấy thanh âm nức nở của vãn thanh tiểu thư âm thanh nghe vô cùng thống khổ khiến nàng phải quay đầu lại vãn thanh quay đầu lại đưa tay lên đầu cười an ủi song nhi có chuyện gì mà bộ dạng như thế khiến ta nổi hết da gà Song Nhi vẫn đứng im đằng xa, không nhúc nhích, nước mắt tuôn mỗi lúc một nhiều, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, thanh âm càng lúc càng lớn. Tách, tách chảy tràn trong tâm mỗi người. Vãn Thanh thật sự không dám nhìn Song Nhi, nhìn thấy nha đầu kia bộ dạng khổ sở như thế, lòng nàng dâng lên một nỗi đau. Không muốn làm Song Nhi lo lắng, cũng là muốn động viên mình, Vãn Thanh khẽ cười, đừng khóc, binh tới thì tướng đỡ, nước đến thì đắp đê, chưa từng có chuyện gì ta không kiểm soát được phải tin tưởng ta. Nàng nói xong nhìn Song Nhi. Chỉ thấy Song Nhi lau nước mắt, nhất thời có vẻ kiên cường, trưởng thành hơn, tiểu thư, người không được nhẫn nhịn như thế nữa, người cũng phải nghĩ đến bản thân mình chứ. Mặc kệ người quyết định như thế nào, Song Nhi sẽ vĩnh viễn đi theo người. Song Nhi nói như thế. Không cần nhẫn nhịn nữa. Đúng là Song Nhi luôn hiểu rõ nàng, nàng trước giờ một mực nhẫn nhịn, từ nhỏ cho tới giờ vẫn luôn nhẫn nhịn người khác tựa hồ, thói quen nhường nhịn, không cùng người khác so đo, đã ăn sâu trong tiềm thức nàng, trở thành một thói quen. Yên tâm đi, ta sẽ có cách giải quyết, vãn thanh đẩy cửa ra, hướng về phía phượng các mà bước. Có lẽ có một ngày, nàng sẽ sẽ thay đổi, nhưng hiện tại, nàng thật là chưa dứt bỏ được. Phượng Các, Phượng cô đang ngồi uống rượu, ngón tay thon dài cầm cái chén bạch ngọc rót đầy rượu, trong đôi bàn tay của hắn, tựa hồ chiếc chén lại càng thêm phần đẹp mặt, hắn khẽ ngửa cô uống từng chén từng chén vãn thanh đi vào hắn cũng không có để ý chỉ thoáng qua một chút rồi tiếp tục uống rượu tư thế tao nhã dưới ánh trăng vãn thanh cũng không nói chuyện liền tìm một cái ghế ngồi xuống sau đó một mực trầm tĩnh chờ hắn nổi thịnh nộ uống một chén hắn hốt nhiên quay đầu lại rót rượu nâng một chén lên cho nàng không được vãn thanh không uống được vãn thanh nói nhỏ nhìn hắn biết rõ là hắn căn bản không mời nàng mà là đang quát. "Không uống sẽ tiếp đấy, rượu này chính là loại thượng hạng a." Hắn vừa nói, vừa để chén rượu sát mũi, ngửi một hơi, sau đó khẽ buông một tiếng thở dài. Mi gian buông xuống, ánh mắt khép hờ, bộ dáng hắn say mê tự đắc, phảng phất rượu này đích thực là loại rượu ngon. Chỉ là vãn thanh rõ ràng thấy ánh mắt hắn không giống như lời hắn nói. Nàng cũng không mở miệng, lặng lặng nhìn hắn đến tột cùng là hắn muốn làm cái gì một hồi lâu sau hắn mở mắt vẻ mặt thô bảo thần sắc thay đổi tim nói hướng về vãn thanh người trái lại rất can đảm nàng trong lòng hơi loạn hai tay khẽ nắm chặt song trên mặt lại càng lạnh hơn yên lặng theo dõi hắn vãn thanh không rõ ý tứ của ra biết rõ còn cố giả vờ phượng cô trên mặt cười nhạt lạnh giá người thông minh như vậy lẽ nào không biết ý của ta không cần phải khiêm nhường đến mức ấy đâu. Người còn là tài nữ của vân quốc mà, tài nghệ vô song. Ra quá khen, trước mặt người, vãn thanh sao dám xưng danh tài nữ, thật quá hổ thẹn. Nàng lặng lặng nói, trên mặt bình tĩnh. Nhưng kỳ thực trong lòng nàng sớm đã dối một mớ tơ vò. Danh hiệu tài nữ kia, bản thân nàng không hề muốn. Miệng lưỡi thật sắc bén, mau lại đây hầu hạ ta. Hắn hốt nhiên trong lúc nhất thời lại hòa hoãn, khóe miệng khẽ cười tựa hồ nụ cười lạnh tâm kia cùng hành động thô bạo của hắn đều là nàng hoa mắt nhìn nhầm vãn thanh không hiểu rõ hắn rốt cục muốn hành hạ nàng như thế nào nhưng nàng cảm giác là nguy hiểm đang đến gần nàng thật sự không muốn phải đối diện với nó vẫn giữ khoảng cách với hắn mặc dù khoảng cách này kỳ thật không có bất cứ tác dụng gì nhưng nàng cùng cảm giác được một chút an toàn chợt nàng cảm nhận được chút ít cảm giác an toàn cũng hoàn toàn biến mất nhưng chỉ là bất đắc dĩ bản thân sống qua ngày, hắn cấp cho cuộc sống sung túc thật là tốt, lấy loại người lãnh khốc vô tình cá tính như hắn, nàng không cảm thấy hắn có thể tùy ý với nàng, nhưng chỉ sợ nàng không đi so với đi càng thảm nhiều lắm. Thức thời mới là anh hùng Tuấn Kiệt, cái này nàng hiểu được, vì vậy bước tới một bước, ưỡn thẳng lưng một cách chính trực, tựa hồ là chứng minh nàng cũng không sợ hãi thông thường. Bước tới trước bàn, nàng nhẹ nhàng cầm bình rượu, cũng can đảm chiến đấu tâm lý vì hắn rót rượu là rượu thượng hạng trúc diệp thanh nhìn rượu trong bình mà lục vàng mà rót ra chén ngọc lại trắng tuyết sắc thái mê người thanh lệ kiều diễm tay nàng khẽ run có vài giọt rượu suýt sớt ra bàn may mà cô rơi ra không thì hắn không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào phượng cô cầm lấy chén rượu tinh tế đưa lên miệng nhưng không hề mở miệng nói lời gì hắn có một thú vui đó là người khác trước mặt hắn thất kinh không hiểu được hắn nghĩ gì càng sợ hãi hắn càng thích thú. Người ta sống trên đời có thể phải đối diện với tất cả mọi chuyện, vô luận thống khổ đến mức nào, nhưng chính là sợ hãi mà không thể tỏ ra mình không sợ hãi. Rất nhiều người quay mặt về phía nguy hiểm nhưng mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì dậy sống sụp đổ. Đây mới là phương pháp hành hạ nhân tâm thượng hảo nhất. Sống không bằng chết a à. Ti ti. Trường 35, Trúc Diệp Thanh. Thất thân làm thiếp, Trúc Diệp Thanh là tên loại rượu thượng hạng nhưng cũng là tên xà độc. Hắn di chuyển chén rượu, hướng về phía Vãn Thanh hỏi, người cũng biết Trúc Diệp Thanh này là một loại độc xà chứ? Rắn độc. Vãn Thanh suy tư, đại khái cũng biết, mặc dù chưa từng gặp qua xà độc Trúc Diệp Thanh nhưng cũng có thấy qua sách. Là một loại độc xà cực độc rắn toàn thân xanh thấm, từ mắt đến dọc thân bụng hai bên và đuôi đều có sắc điều văn hoàng bạch, đuôi màu hồng nâu, vô cùng đẹp mặt, nó thích tính nhiệt, thông thường hay thấy ở nơi nóng bức. Xem ra người cũng biết rõ, hắn không đợi vãn thanh trả lời lại nói tiếp, hắn là người thông minh, chỉ nhìn phản ứng trên mặt vãn thanh hắn hiểu nàng tất nhiên là biết. Từng xem trong sách ở thư phong, cũng chưa từng gặp qua. Vãn thanh gật đầu nói. Trong lòng có điểm không rõ hắn vì sao đột nhiên nhắc tới loại độc xà trúc diệp thanh này. Chắc do chuyện trùng tên nên hắn mới nhiều lời như thế. Nhưng nàng tin một điều, Hắn không phải là loại người nói bừa, hắn là loại người mà mặt luôn lạnh lùng, một lời nói đáng giá ngàn vàng, nhất tự thiên kim tại sao lại đối với nàng đột nhiên nhiều lời đến vậy? Lúc này trong lòng nàng mơ hồ đã có điểm bất an. Mơ hồ, phảng phất đoán xem hắn định làm gì, thần sắc trên mặt hắn không bộc lộ điều gì, trên mặt nhất nhất tà khí, Phượng Nhãn chăm chú nhìn chén rượu chúc Diệp Thanh. Vãn Thanh vịn tay lên bàn, có điểm không an tâm, nắm chặt tay lại. Vãn Thanh có muốn nhìn thấy tận mắt Trúc Diệp Thanh không? Vẻ đẹp thật sự là mỹ lệ a. Hắn đột nhiên mãnh liệt ngẩng đầu lên nhìn Vãn Thanh, bạc môi khinh động, ôn nhu nhẹ nhàng phun ra lời nói. Khước lần này đến lần khác là đòn chí mạng. Vãn Thanh trong tâm không khỏi run sợ, hắn đúng là lãnh khốc. Nàng cố gắng cho bản thân không được sợ hãi, bởi nàng biết chỉ cần thấy biểu hiện sợ hãi của nàng, hắn sẽ thực sự lấy xà độc ra dọa nàng vì vậy chỉ nhẹ nhàng nói, Vãn Thanh không muốn nhìn Trúc Diệp Thanh. Chỉ là hy vọng hắn không quá mức tàn nhẫn. Nhưng do nàng cực lực khắc chế bản thân nên môi trắng bệch, ánh mắt không né tránh lại càng tiết lộ nàng đang sợ hãi. Nàng rất sợ, nàng rất sợ rắn, không hiểu vì sao hắn lại biết điều này. Nhưng mà ta lại muốn nhìn một chút, uống rượu Trúc Diệp Thanh, nhìn rắn Trúc Diệp Thanh, nhất định là một chuyện thú vị. Hắn vừa nói vừa cười khẽ, ung dung hưởng thụ bộ dạng hoàng sợ của vãn thanh. Thích thì anh đi mà ngắm một mình ý, đồ dã man. Ánh mắt vãn thanh chấn động, trên mặt tái đi, bàn tay bám chặt cạnh bàn đã trắng bê, đôi mắt hiện rõ sự sợ hãi. Hết lần này đến lần khác ánh mắt quật cường ấy nhìn vào mắt hắn không hề chớp mắt. Phượng cô cười một tiếng, thù một trường sau đó duỗi tay ra, trong tay là một con rắn nhỏ toàn thân xanh thấm, khoảng hai ngón tay, thân hình đó trong tay hắn khẽ nhúc nhích động đậy con mắt thao láo của nó nhìn chăm chú vào vãn thanh, đưa cái lưỡi dài ra hướng về phía trước. Nàng cắn chặt răng là bờ môi đã trắng bệch, khẽ run lên trong cổ họng. Nhưng ánh mắt vẫn yên lặng chăm chú nhìn vào mắt xà, cứ rằng co, nhìn không chớp mắt, thoáng một cái, con rắn liền nhắm phía nàng mà bổ tới. Trên mặt hiện rõ lên một thân rắn, chân cũng nhũn ra, nếu không có một tay đỡ bàn, chỉ sợ nàng sớm đã ngã khuỵu. Nàng rất sợ rắn, từ nhỏ đã sợ, Tuy chưa gặp bao giờ nhưng nghe người ta nói, một khi bị rắn cắn sẽ bất tỉnh 10 năm. Bản thân nàng chưa từng bị rắn cắn, nàng từ nho đến lớn chỉ gặp qua rắn có một lần, là một con rắn nước, sau đó sợ đến hết hồn, mẫu thân liền ra lệnh cho hạ nhân treo ở nơi nàng ở lưu hoàng để rắn sợ mùi không dám đến. Có lẽ đây là nỗi sợ trời sinh. Một tay nàng lục lọi bên hông, rốt cục mò ra một cái bao nhỏ, nàng lúng cúm mở bao ra, trong đựng lưu hoàng dùng để phòng trừ rắn nàng dùng sức hất chỗ bột ra, hướng về phía con rắn. Nàng thấy rõ tay phượng cô không hề động đẩy, không hiểu tại sao bao lưu hoàng lại rơi trọn vào tay hắn. Đưa ta, món đồ hộ thân duy nhất bị cướp đi, nàng tức thì cả thân kinh hoàng, tay duỗi ra, hướng theo tay hắn để tìm bao lưu hoàng. Chỉ thấy hẳn cười khẽ một cái, trong tay khẽ di chuyển, vãn thanh không thể lấy được bao lưu hoàng, bao này thật là hữu dụng. Được rồi, hãy đưa cho ta hắn vừa nói vừa thu bao vải vào trong ống tay áo. Kỳ thật nàng biết, Phượng cô sở dĩ biết nàng sợ rắn nên nhất định chuẩn bị bao này, Phượng cô là hạng thông minh, hôm đó lại xa ngựa, trong lúc vô tình phát hiện nàng có mang theo bao lưu hoàng, hắn liền đoán nàng nhất định là người cực sợ rắn, bởi vì lưu hoàng này là loại dược mà có đặc tính để phòng rắn, chỉ cần rắn người thầy mùi này lập tức sẽ tránh xa. Vãn thanh sắc mặt xanh mét, toàn thân run rất, vừa rồi muốn lấy lại bao lưu hoàng trong tay hắn nhưng vừa chạm vào là một thứ mềm mềm dính dính không hiểu sao phượng cô trong nháy mắt đã hướng tay phải đưa lên cho nàng nhìn con vật xanh thấm kia mặt vãn thanh mất đi toàn bộ huyết sắc trắng bệch a à, nàng hét lên một tiếng đem con vật trong tay hắn quăng đi cả người té ngã trên mặt đất đột nhiên cửa bị một người dùng lực phá ra phúc bá cùng mấy người theo vào Phượng cô trên mặt lạnh lùng, các ngươi làm gì ở đây? Làm gì, nhìn là biết chuyện gì. Phúc bá nhìn thấy vãn thanh té ngã trên mặt đất, vẻ mặt tái nhợt, bộ dáng thất thần liền hướng về phía phượng cô lớn tiếng quát. Hồng thư từ phía sau theo tới, vội vàng đỡ vãn thanh dậy, nhị phu nhân, người làm sao vậy? Hồng thư nhìn qua liền hiểu rõ sự việc, tối hôm nay nàng có nghe ra sai người đi bắt một con rắn chốc diệp thanh nàng lúc ấy nghe được đoán là ra muốn đối phó với nhị phu nhân chính là nàng thường ngày thấy nhị phu nhân luôn giữ vẻ mặt tỉnh táo kiên kịnh không giống như loại người sợ rắn không nghĩ tới nhị phu nhân sợ rắn như vậy tình trạng thảm thế tới mức này nàng nhẹ nhàng giúp vãn thanh nhị phu nhân đừng sợ phúc bá nhìn phượng cô ánh mắt lạnh nhạt ngươi có thể làm như thế với nữ tử sao ta xem ngươi rồi sẽ đến một ngày phải hối hận lão bá nói xong Quay sang hồng thư nói đỡ nhị phu nhân đưa người nghỉ ở hậu viện xem ai dám khi dễ nữa lời nói phảng phát khiêu khích cùng nổi giận hồng thư nhìn về phía phượng cô người vừa ra lệnh trừ lão phúc ra không ai dám ngược lại mệnh lệnh của hắn lại thấy phượng cô không nói gì lão phúc cũng không có ý nói thêm gì nàng theo hầu ra lâu tất nhiên rõ ý của hắn lúc này mới dám giúp vãn thanh theo lão phúc đi đương nhiên Phượng cô không dự định cho vãn thanh ngủ tại nơi này, hắn biết rõ lão Phúc đang đứng chờ sẵn ngoài cửa, chẳng qua cố tình dọa nàng một phen, hôm nay dọa thế cũng đủ rồi, tất nhiên thả nàng đi. Đồ khốn Phượng cô, cún giết chết anh. Nhất tự thiên kim, thừa tướng lã bất vi nước tần thời chiến quốc tập hợp môn khách viết cuốn lá thị xuân thu, viết xong treo ngoài cửa thành hàm dương, nếu ai có thể sửa hoặc thêm bất dù chỉ một chữ, nhất tự cũng thường nhìn vàng thiên kim. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio chương 36, một đêm không ngủ. Thất thân làm thiếp, một đêm không ngủ, suốt buổi tối, vãn thanh đều mở mắt thao thức, chỉ cần liếc mắt lên, liền phảng phất thấy con rắn trúc diệp thanh màu xanh từ từ tiến đến phía mình. Đó là cảm giác sợ hãi đến từ đáy lòng. Song Nhi cũng một đêm không ngủ đứng ở đầu giường canh giữ cho nàng, trong lòng tràn ngập sự áy náy, nhìn về phía nàng nhưng lại không biết nói gì. Song Nhi tựa hồ biết lòng của Vãn Thanh đang sợ, chỉ biết nắm tay vãn thanh thật chặt, như là muốn liều thân bảo vệ vãn thanh. Vãn thanh âm thầm cảm thấy an ủi, nàng không đến mức cô đơn, vẫn còn có người nhớ đến nàng, quan tâm đến nàng. ngẩng đầu nhìn lên, khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trào, rơi xuống trải giường, tạo thành một đóa hoa màu xanh đậm tuyệt đẹp. Vãn thanh thật sự cảm động bởi tình cảm của song nhi. Tiểu thư, chúng ta chạy trốn đi. Song nhi đột nhiên thốt ra một câu dọa người, dọa vãn thanh giật cả mình, dương đôi mắt nhìn về phía song nhi, có điểm không thể tin được, song nhi có thể nói ra những lời như vậy. Sau khi nhìn trái nhìn phải, liền che miệng song nhi lại, song nhi, không được nói lung tung. Tuy nói nơi này là chỗ của lão bá, nhưng lão bá dù sao vẫn là người của phượng cô. Nếu chẳng may tai vách mạch rừng, để đến tai hắn, không biết sẽ hành hạ chủ tớ hai người bọn họ thế nào, chỉ sợ đến lúc đó, sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong phượng cô từ trước đến nay nổi tiếng nhẫn tâm nếu song nhi bị hắn hạ thủ vãn thanh thực sự không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra song nhi kéo tay vãn thanh ra vội vàng nói tiểu thư ta không nói lung tung người nọ tàn bạo vô lương tâm như thế lần này dùng rắn dọa người lần sau sẽ như thế nào rồi lần sau nữa song nhi thật sự không thể trơ mắt nhìn tiểu thư cứ đi bên cạnh hắn để chịu tổn thương thành âm của song nhi nhỏ đi rất nhiều nhưng vẫn vô cùng kích động Song Nhi đừng lo lắng, ta không sao. Lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề gì, vào lúc này, chúng ta chỉ có thể đi đấy đâu hay đến đấy. Nhưng ta đáp ứng ngươi, thật sự đến lúc chống đỡ không được, ta nhất định sẽ trốn đi, quyết không để tính mạng mình bị nguy hiểm. Kỳ thật những điều Song Nhi nói nàng làm sao có thể chưa từng nghĩ qua, nhưng sợ hãi có bao giờ giải quyết được vấn đề, nếu nàng chạy trốn, chỉ sợ sẽ chọc giận Phượng cô, khiến hắn đối phó với Song thân phụ mẫu của nàng nàng làm sao có thể vì bản thân mà bất chấp an nguy của phụ mẫu hơn nữa nếu muốn chạy trốn lại dễ dàng như thể nói đi là đi được ngay sao phượng gia sản nghiệp trải khắp thiên hạ chắc chắn công tác tình báo cũng tốt theo chỉ sợ là mặc kệ như thế nào nàng cũng không thể chạy trốn khỏi sự giam cầm của hắn đến lúc đó chỉ khiến bản thân bị đày đọa nhiều hơn thôi hôm nay cũng chỉ có thể binh tới tướng đở nước đến đắp đê đi từng bước từng bước một nếu có một cơ hội bất ngờ xuất hiện nàng may ra mới có thể chạy trốn còn cơ hội là cái gì nàng hôm nay cũng không nghĩ ra nhưng nàng tin tưởng nhất định có biện pháp tiểu thư song nhi vẫn thập phần lo lắng đôi mắt đỏ hoay nhìn vãn thanh chăm chú vãn thanh khẽ cười vỗ nhẹ tay song nhi kiên định nói yên tâm tiểu thư nhà ngươi chẳng lẽ lại là người dễ dàng bị kẻ khác khi dễ vừa nói vừa kéo chăn thanh âm khinh lãng mà thanh thoát nhanh lên một chút nhanh lên một chút, chỉ sợ bọn họ muốn khởi trình, nếu chậm trễ làm bọn họ đợi, không phải là muốn chọc giận người khác sao. Vội vàng phân tán sự chú ý của Song Nhi, không muốn Song Nhi tiếp tục làm dối tinh mọi việc lên. Dù sao Song Nhi cũng là một tiểu cô nương đơn thuần, vừa nghe thấy khẩn cấp, vội vàng nói Song Nhi giúp tiểu thư rửa mặt. Vừa nói chạy vội đi ra ngoài. Không ngờ câu nói để phân tán sự chú ý của Song Nhi lại quá thiêng, thật sự đoàn người đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ vãn thanh. Phượng cô đứng ở trước đoàn người, chưa lên xe, vãn thanh không thèm liếc mắt qua hắn dù chỉ một cái, vội vàng đi về phía xe ngựa của mình. Nhưng lại bị phượng cô cầm tay giật lại. Cơn đau truyền đến từ cổ tay, vãn thanh nhìn hắn, chịu đựng cơn đau, nhẹ nhàng hỏi ra có chuyện gì sao. Phượng cô dùng ánh mắt lãnh liệt nhìn vãn thanh, làm cho cả đoàn xe ở chỗ này chờ ngươi đến bây giờ, ngươi còn dám hỏi có chuyện gì sao gia cũng chưa từng nói mấy giờ sẽ khởi trình cho nên vãn thanh thức dậy chậm một chút nàng là lướt nói dùng lý lẽ đáp lại nhưng nói xong lại cảm giác được không nên hắn không nói thời gian khởi trình rồi lại khởi trình sớm như vậy nhất định là có mục đích nhất định muốn làm khó nàng nàng lại không nhận ra mà xa vào bẫy của hắn hết lần này tới lần khác biết hắn đào hố vẫn nhảy vào chờ chết hơn nữa hắn vốn là người cao ngạo nhất định không chịu được kẻ khác đối đầu như thế. Nàng vẫn còn như thế đối mặt với hắn, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Không ngoài dự đoán, mặt hắn biến sắc, ánh mắt ngay lập tức tối sầm lại, tay duỗi ra, vặn người nàng, tới trễ còn dám nhiều lời, lá gan quả nhiên là càng lúc càng lớn, xem ra, tối hôm qua cảnh cáo ngươi còn chưa đủ. Trừng phạt như vậy có phải còn quá nhẹ không? Nghe đến tối hôm qua, mặt vãn thanh trở nên trắng bệch, một nỗi sợ hãi dâng lên nhưng không muốn ở trước mặt hắn yếu thế nhận thua cắn chặt hàm răng vãn thanh kiên trì nhìn hắn không nháy mắt một lần sau đó từ từ nói rành mạch ra thiếp thân nói tất cả đều là lời nói thật hoàn toàn không phải nói dối nói đến hai chữ nói dối nàng nhấn mạnh phượng cô nghe xong lời của nàng giận phát điên chưa có ai dám dùng thái độ này nói với hắn lại còn dùng lời lẽ kiểu đấy nữ nhân này xem ra là càng lúc càng lớn mật đúng là xem thường nàng cứ tưởng nàng chỉ là một nữ tử nhát gan đột nhiên phát hiện nàng lại là kẻ to gan lớn mật ngay cả quyền uy của hắn cũng dám khiêu khích thêm lực vặn cổ tay vãn thanh phượng cô kéo nàng lại gần rồi sau đó đột nhiên cười một nụ cười tuyệt mỹ cũng ta ác vạn phần không nghĩ tới ta vẫn ta lại cưới được một thê tử giỏi như vậy nói xong tay lại thêm lực lên cổ tay vãn thanh chẳng mấy chốc mà gãy thôi vãn thanh chỉ cảm thấy cổ tay muốn gãy nát vẫn cố nén không kêu dù chỉ một tiếng, chỉ dùng ánh mắt quật cường nhìn lại hắn. Lão Phúc không chịu được, chạy đến giải vây. Phượng cô đột nhiên đổi nét mặt, tay buông lỏng ra, rồi sau đó cười ha ha, xoay người lên xe ngựa. Trước khi lên xe, không quên ném lại một câu, ta ít khi nắm tay nữ nhân, chỉ muốn nắm thêm một chút thôi. Thật muốn nắm thêm chút nữa. Rồi sau đó nhảy lên xe ngựa, thanh âm nganh ngang, khởi trình. Vãn Thanh chỉ cảm thấy toàn thân trở lạnh. Hắn tuy đã đi, nhưng khí thức thô bạo của hắn dường như vẫn lần quất quanh đây, khiến nàng không thở được. Song Nhi chạy vội tới, mắt rưng rưng, lôi kéo tay nàng, tiểu thư. Một tiếng vừa thốt ra, đành bỏ giờ câu nói. Vãn Thanh cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng lau nước mắt của Song Nhi, đừng khóc, chỉ có ba tháng thôi, đến lúc đó chúng ta có thể gặp mặt rồi. Nhưng, Song Nhi hai mắt sợ hãi, vừa nói, vừa sợ hãi nhìn về phía phượng cô. Vãn thanh biết nàng lo lắng phượng cô, vì vậy khẽ nắm tay song nhi nói thầm bên tai, ta nhất định sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm. Nói xong buông tay song nhi, quay sang chào tạm biệt phúc bá, rồi bước lên xe ngựa. chương 37, nhìn với cặp mắt khác xưa chi phá chật nhất. Thất thân làm thiếp, đang đi, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Hồng Thư, tại sao lại dừng lại? Vãn Thanh cảm thấy vô cùng kỳ quái, vì vậy nhìn về phía Hồng Thư, thấy vẻ mặt Hồng Thư cực kỳ nghiêm trọng, nhưng lại như kiểu chuyện này thường xuyên xảy ra. Nhị phu nhân, hình như chúng ta gặp phiền phức, Hồng Thư nói, rồi sau đó nhấc màn tre, nhìn ra ngoài. Vãn Thanh nhìn theo phía màn tre nhấc lên, thấy trước đoàn xe, một đám hắc y nhân bịt mặt vây quanh, đếm qua có khoảng 20-30 người, hơn nữa mỗi người đều không đơn giản, ánh mắt tỉnh táo mà tràn ngập sát ý, làm cả không khí xung quanh cũng đầy sát khi theo vãn thanh chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng rằng coi như vậy đương nhiên có chút sợ hãi hồng thư vén màn xuống xe quay đầu nói với vãn thanh nhị phu nhân những kẻ này chắc chắn có ý đồ không tốt hơn nữa xem ra võ công cũng không tệ nhiều khả năng một lát nữa sẽ hỗn loạn nhưng hồng thư sẽ ở trên xe bảo vệ người nếu một lát nữa thật sự không khống chế được bọn chúng người nhất định không được đi ra ngoài chỉ được ở trong xe ân vãn thanh ôm một thanh kiếm nàng đi ra ngoài cũng không có khả năng cứu được ai hơn nữa còn làm vướng chân vướng tay người khác điểm này nàng hiểu rõ nhưng nhìn ánh mắt của hồng thư chỉ sợ những kẻ này không phải là loại dễ đối phó người phải hết sức cẩn thận nàng dặn dò nói ta nhớ rồi nhị phu nhân hồng thư quay đầu lại cảm thấy vô cùng an ủi nàng vốn xuất thân nghèo túng mãi đến gặp gỡ ra mới thoát khỏi kiếp sống ăn nhờ ở đậu nhưng cho tới bây giờ, vẫn chưa có ai đối đãi với nàng như một con người đích thực, tức là luôn xem như nô tỳ, kẻ dưới cũng không có người nào quan tâm nàng, chân chính quan tâm đến an nguy của nàng. Mặc dù hiện tại nàng là thiếp thân tỳ nữ của gia, cũng coi là có chút thân phận. Nhưng, có mấy người thật tâm đối đãi với nàng chứ. Cho đến hôm nay, nàng cũng chỉ thấy có nhị phu nhân dùng thái độ đấy để đối đãi với một nô tỳ. Có đôi khi, nàng rất hâm mộ Song Nhi, bởi vì đều là nô tỳ, nhưng nàng không thể giống như song nhi, có chủ nhân yêu thương như vậy. làm sao vậy? vãn thanh thấy hồng thư sắc mặt đột nhiên có chút đau thương, liền hỏi. hồng thư lắc đầu, không có việc gì. rồi sau đó đi ra cửa xe, xem xét tình huống bên ngoài. lúc này, thị vệ đã giao chiến cùng bọn thích khách, tình hình tuy có chút hỗn loạn, nhưng xem ra vẫn không chế được, bởi vì tứ tỷ nữ cùng sâm tổng quản chưa có tham chiến, vẫn đang đứng một bên nhìn. Đại khái là diễn viên chính vẫn chưa lên sân khấu. Chính vì nghĩ như vậy, đội hình thích khách liền biến đổi, bày ra một thế trận rất quen thuộc, tất cả thích khách vây thành hình tròn quay lưng vào trong, hơn nữa là hai vòng tròn. Rồi sau đó hai mươi mấy người thích khách chuyển động, càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh, rồi sau đó hình thành một mảnh màu đen, giống như vòi rồng. Vãn Thanh biết, đây là một loại thế trận, yêu cầu chính là mọi người phải phối hợp ăn ý, nếu thật sự phối hợp tốt Hai mươi mấy người này ít nhất cũng có thể phát ra uy lực của trăm người, nhất thời có thể tăng sức mạnh tấn công. Kỳ thật đối với trận pháp, Vãn Thanh trước kia từng có chút nghiên cứu, bởi vì khi đó trong thư phòng trùng hợp lại có sách về binh pháp. Lúc ấy chỉ cảm thấy vô cùng thần kỳ, chỉ là một thế trận, nếu làm tốt lại có thể phát huy uy lực gấp 10. Vì vậy có một thời gian ngắn Vãn Thanh vô cùng say mê nghiên cứu binh pháp thế trận, cho nên dễ dàng nhìn ra đây là toàn phong trận một loại thế trận lợi dụng tốc độ xoay tròn mà đả thương đối phương đồng thời bảo vệ bản thân. Lúc này chân chính nhìn thấy toàn phong trận, vãn thanh thấy xúc động vô cùng, uy lực của nó so với tưởng tượng của nàng thì lớn hơn rất nhiều. Có một thị vệ tiến về phía trước, còn chưa đến gần toàn phong trận, trong trận đột nhiên lóe lên ánh đao, tay của thị vệ đã đứt lìa, máu tươi chảy ròng ròng, vãn thanh thấy vậy liền lấy tay bịt miệng cho khỏi nôn. Cánh tay đứa lìa chảy máu ròng ròng, làm cho ai nhìn thấy cũng phải sướng sờ. Hồng Thư nghĩ Vãn Thanh không khỏe, định hạ màn xe, lại bị Vãn Thanh ngăn cản, không có việc gì, ta chịu đựng được. Không đến mức sợ hãi không phán đoán được gì. Nhị phu nhân không cần lo lắng, tặc nhân dù lợi hại đến đâu, còn có ra ở đây, chỉ cần ra tham chiến, những kẻ này nhất định không thể sống sót. Hồng Thư vô cùng tự tin nói, nếu không phải Phượng Cô thật là vô cùng lợi hại, nhất định hồng thư cùng ba nha hoàn kia không trung thành như thế tôn sùng hắn như một thiên thần đúng lúc này sâm tổng quản đứng dậy gương mặt vẫn luôn trong trèo lạnh lùng mà nghiêm túc đứng ở đàng kia giống như cá hắc bánh mì công không biết cái gì luôn lui ra hắn quát dẫn hai người hoàng kỳ lục cầm hướng về phía toàn phong trận rồi sau đó rút từ sau lưng ra một cái roi hung hăng vung về phía trước văng ra mùi vị của thuốc phiện sống rồi sau đó hướng tới toàn phong trận mà vung roi, roi như con rắn mềm mại uyển chuyển, nhưng vừa đến trước toàn phong trận liền trở nên thẳng táp. Vung roi một hồi, đến lúc thu về, trên roi động từng giọt máu như chuỗi hạt chân châu màu đỏ. Xâm tổng quản này thật là lợi hại, ngày thường không hề lộ ra chút công phu, nhưng thế mới là loại người chân chính lợi hại, bất động thanh sắc, lúc thật cần thiết mới bộc lộ bản lĩnh. Ra tay nhẫn tâm vô tình, tuyệt. Một chiêu này xuất ra vô cùng nhanh, khiến địch nhân hoàn toàn không ngờ được hơn nữa hắn cũng không cho địch nhân cơ hội nghỉ ngơi từng roi một vung tới vô cùng nhanh nhẹn sắc bén tốc độ quả là kinh người chỉ chốc lát hắn đã lướt qua toàn phong trận được một vòng nhưng đối phương tỏ ra là những kẻ được huấn luyện tốt hơn nữa trận pháp này chỉ sợ đã thực hành trăm ngàn lần động tác vẫn vô cùng ăn ý thuần thục một chiêu bị đắc thủ liền phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt về phía sâm tổng quản trở nên thận trọng, chỉ thủ chứ không công nữa. Hồng Thư càng xem càng lo lắng, các nàng vẫn chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy, từ trước đến giờ, chỉ cần xâm tổng quản ra tay, địch nhân lập tức thua trắng. Nhưng với cục diện này, nhìn thế nào cũng không ra xâm tổng quản đang chiếm được bất cứ ưu thế gì. Vãn Thanh thấy vậy tỉ mỉ quan sát, để đối phó với toàn phong trận, không thể chỉ với võ công lợi hại là có thể nắm chắc phần thắng. Xâm tổng quản này, mặc dù thoạt nhìn ra chiêu vô cùng tàn nhẫn, nhưng chỉ cần đối phương phối hợp ăn ý trăm người như một phòng thủ thích đáng hắn căn bản là không thể chiếm được dù chỉ là nửa phần ưu thế nếu cứ đánh như vậy chỉ sợ không phân thắng bại kỳ thật đối với toàn phong trận nói dễ phá thì không phải nói khó phá cũng không hẳn bởi vì trận pháp nào cũng vậy trăm chỗ chặt chẽ tất có một chỗ sơ hở toàn phong trận chú trọng cả thủ lẫn công sơ hở duy nhất là ở đỉnh đầu hai người bọn họ đứng quay lưng vào nhau một trước một sau, một chắn xa một chắn gần, chính là để không cho đối thủ có cơ hội nghỉ ngơi. Nhưng bọn họ chỉ có thể phòng thủ phía trước, hoàn toàn bỏ quên đỉnh đầu. Vì vậy vãn thanh nhẹ nhàng lôi hồng thư, trong lúc ngươi nhảy, có thể chống ngược người trồng cây chuối không? Hồng thư nhìn về phía vãn thanh, đáp đương nhiên là có thể. Vãn thanh nghe xong cười một tiếng, muốn phá trận này rất đơn giản, chỉ cần phi thân chống ngược người trồng cây chuối tự nhiên có thể phá trận. Hồng Thư nghe xong vãn nói, hướng về hắc y nhân, lập tức nhìn ra chỗ sơ hở đỉnh đồng. Hồng Thư liền cười một tiếng, đáp nhị phu nhân thật là lợi hại. Rồi sau đó phi thân một cái, như một con phượng hoàng lửa, nhảy thẳng về phía đám hắc y nhân. Hồng Thư chống ngược người trồng cây chuối, hắc y nhân như tổ ong bị gió thổi tung. Vừa mở mắt ra, liền có không ít kẻ bị thương. Trường 38, tàn nhẫn không nhìn nhân mạng. Thất thân làm thiếp, Hồng Thư chĩa thẳng kiếm vào tử huyệt của Hắc Y Nhân ở giữa toàn phong trận. Sau khi toàn phong trận bị phá, Sâm Tổng Quản lập tức vung roi, như xà xuất động, ra chiêu vô cùng độc ác, một roi đưa ra thì một Hắc Y Nhân bị thương, một roi thu về thì một Hắc Y Nhân bị tung lên rồi đập người xuống đất. Thấy vậy Vãn Thanh không khỏi muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nàng từng thấy người ta dùng dao dùng kiếm, nhưng chưa từng gặp qua kẻ dùng roi, trình độ lại đến mức xuất thần nhập hóa ngọn roi trong tay hắn như vật thể sống có sinh mệnh, hơn nữa còn có bách biến công phu, lúc cứng rắn như thương, khi sắc bén như kiếm, đôi khi thì mềm mại như lụa. Xâm tổng quản võ công đã đột phá như thế này, phượng cô võ công ắt hẳn phải phi thường hơn người. Vãn thanh hốt nhiên có điểm không dám tưởng tượng, khó trách Hồng Thư vừa mới nói có hắn ở đây mọi sự không cần sợ hãi, có thể thấy được sự an tâm đấy. Xâm tổng quản một than xông pha, tứ đại tỷ tỷ phía sau cũng không cam lòng đứng nhìn, từ kiếm tề phát, trong phút chốc, như bốn đóa hoa vây quanh hắc y nhân mà nở rộ ra. Đào kiếm đụng nhau, ánh sáng chói lòa, âm thanh chói tai. Tứ đại tỷ nữ kiếm pháp mặc dù không theo kịp xâm tổng quản nhưng cũng không thua kém nhiều phần, chiêu thức lợi hại nhẹ nhàng, kiếm nhẹ như lụa, phi thân một cái khiến hắc y nhân vô lực phản kích. Trong lúc nhất thời, toàn lực đánh tới, hắc y nhân rơi hạ, trong nháy mắt, cả hai mươi mấy người hắc y nhân chỉ còn có vài người, tất cả đều bị thị vệ chế ngự. Vãn Thanh chưa khi nào gặp qua trận chiến như vậy, trong tâm nhất thời sợ hãi, tâm trí rúng động. Mãi đến khi trận chiến đình chỉ, Vãn Thanh mới nhớ ra, một thị vệ vừa mới mất một cánh tay, vì thế ánh mắt hướng tới, thấy hắn đứng đó, mặc dù đã mất máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng lưng vẫn đứng thẳng, không hề rên nửa tiếng, chỉ lấy tay trái một mực nắm chặt tay phải bị đứt không ngừng tuôn máu tươi. Bộ dạng kinh hoàng như vậy không khỏi khiến nàng muốn bước tới. Không nghĩ tới, Phượng cô huấn luyện thủ hạ, phàm đã là thuộc hạ thì chuyện như vậy là thông thường. Cầm lấy dược cầm máu mà Phúc Bá chuẩn bị cho, nàng nhảy xuống xe đi tới. Thị vệ kia, nếu không được cầm máu thì không ổn. Nàng đi tới trước mặt người thị vệ, nhìn cánh tay đầy huyết đỏ, màu đỏ tươi kinh người, mùi máu tươi sộc thẳng vào mũi khiến cho người ta buồn nôn. Nàng cắn chặt môi, cứu người quan trọng hơn. Nàng đưa tay ra, kéo lấy cánh tay bị đứt của tên thị vệ, kiên định nói tay của ngươi phải nhanh cầm máu. Cũng may nhờ phúc bá, sợ nàng dọc đường gặp bất chắc đã chuẩn bị cho nàng không ít dược thảo, mà trùng hợp sao lại có một lọ dùng để cầm máu, lúc này có thể hữu dụng rồi. Thị vệ kia không ngờ được rằng nàng trực tiếp cầm tay của hắn xử lý vết thương, bị nàng lôi kéo lại dùng hết sức kéo lại. Vãn thanh sắc mặt nhất lãnh, đối hắn quát, không được kéo, nếu còn làm nữa sẽ khiến cho vết thương càng nghiêm trọng, phải nhanh chóng cầm máu, vừa nói vừa đẩy cánh tay hắn lên xe ống áo miệng vết thương lộ ra hiện ra cả xương khiến nàng không tự chủ được tay đã bắt đầu run dày mặt đã trắng bệch một mảng nhưng nàng nhanh bình tĩnh lại mở nắp bình thuốc vì thị vệ kia bôi thuốc chợt phía sau truyền đến một âm thanh trầm lại mang theo một phần hách dịch nghe tức giận từ khi nào tiểu thiếp của ta lại vì một thị vệ mà tự tay cầm máu cho hắn lời nói mang theo vài phần cười nhạo khiến cho thị vệ mặt vốn do mất máu mà trắng bệch lại càng tái nhợt, mồ hôi ròng ròng, tay hắn mãnh liệt lôi kéo, không hề để ý vết thương, từ trong tay vãn thanh kéo lại. Hắn quỳ gối hô một tiếng lớn, cầu ra xử phạt. Vãn thanh nhìn thấy như thế, tâm càng lạnh, nàng không rõ, phượng cô sao lại làm thế. Hắn không thấy thị vệ này tay bị chặt đứt, máu không ngừng chảy xuống sao. Hắn lãnh huyết đến vậy sao? nàng càng không hiểu một kẻ như hắn vì sao những thị vệ này vẫn tận trung đến thế với hắn vãn thanh quy người lại ánh mắt chăm chú nhìn vào người trong cỗ xe ngựa vẫn nộ hướng thẳng xe nói ngươi không thấy tay của hắn không ngừng chảy máu sao chẳng lẽ đối với ngươi tính mạng của thuộc hạ không quan trọng sao hốt nhiên gió mạnh thổi qua bất thường không nghĩ lạnh lẽo chỉ thấy trong xe ngựa màn xe đột ngọt kéo lên một thân ảnh bay vút tới trước mặt vãn thanh Tay hắn bóp lấy cổ nàng, trong mắt nhất loạt lửa giận phun ra. Vãn Thanh trong lòng phẫn nộ đã sớm không để ý chuyện gì khác, hai mắt điềm tĩnh theo dõi hắn mặc dù bị hắn áp sát. Nàng cũng giận dữ nói, "Đừng nói ngươi là chủ tử của họ mà lại không coi trọng sinh mạng của người khác như thế." "Ông trời có mắt, ta còn cần ngươi tới dạy ta cách đối đãi với thuộc hạ sao?" Phượng cô nghiến răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới, nữ nhân này ngang nhiên không sợ chết dám trước mặt đám thuộc hạ rằng co với hắn. Trong mắt ô quang chợt lứa, càng dùng sức bóp chặt cổ nàng. Gương mặt vãn thanh vừa sợ hãi tái nhợt nhất thời đỏ bừng, giống như từng giọt huyết muốn vỡ ra, hô hấp dồn dập, dần dần không thể hô hấp nổi, cảm giác như các khớp xương sắp vỡ vụn. Nhưng nàng tuyệt đối không mở miệng cầu xin tha thứ, tay hắn càng siết chặt thì nàng càng cắn chặt răng, đôi mắt quật cường theo dõi hắn. Một hồi lâu, toàn thân vãn thanh bồng bềnh, Cảm giác cái chết cận kề thì Phượng cô hốt nhiên buông lỏng tay ra. Những người xung quanh hít một ngụm khí lạnh nhất loạt, mọi người vừa rồi không dám hô hấp, nhất là Hồng Thư. Ánh mắt chăm chú nhìn vào cánh tay Phượng cô như sắp vọt ra ngoài. Nếu không trải qua những lần huấn luyện nghiêm khắc, đã ghi sâu hai từ trung thành trong lòng, chỉ sợ là đã xông tới ngăn cản. Cũng may là kiềm chế được, bằng không chỉ sợ tính tình đó của ra, sợ rằng nàng cùng nhị phu nhân đã không giữ được mạng vãn thanh vội vàng hô hấp, tay xoa xoa chỗ cổ, ho sặc sụa. Phượng cô không chút thương tiếc nắm lấy người nàng, bạc môi lãnh khốc vô tình thốt ra từng từ, ta mặc kệ ông trời có mắt không, ở chỗ này, ta là trời, ta muốn ái chết, người ấy chết, kể cả ngươi. Anh chết đi, PC biến thái, cún ghét anh. Dấu lớn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 39, buồn cười phần thưởng. Thất thân làm thiếp thấy bóng phượng cô khuất vào xe ngựa hồng thư vội chạy tới trước mặt vãn thanh giữ tay nàng lại nhị phu nhân người không sao chứ vãn thanh lắc đầu trong mắt là một mảng lạnh lùng chỉ cần không chết dù là hành hạ thế nào cũng không thành vấn đề nàng không muốn thừa nhận nàng xoay người muốn tiếp tục cầm máu cho tên thị vệ kia hồng thư giữ nàng lại nhị phu nhân xin dừng bước vừa mới như thế nhị phu nhân như thế nào còn muốn mạo hiểm sao nếu ra phát hiện ra, không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa đây. Vãn thanh bộ dạng lạnh lùng, trong mắt kiên trì thốt ra, nếu hắn không cầm máu thì cũng sẽ mất mạng. Thị vệ kia nghe thấy thế cũng hiểu được tâm ý của nàng, hắn nguyện ý không để nàng vì hắn mà gặp bất cứ chuyện gì. Hắn quỳ gối tại chỗ, quay về vãn thanh nói, đa tạ nhị phu nhân quan tâm, nhị phu nhân mau lên xe, ta không sao, vết thương này không thành vấn đề, tự nô tài biết cách xử lý nhị phu nhân người yên tâm đi nơi này ta sẽ xử lý lúc này sâm tổng quản tiến lên nói hắn là người cho tới giờ còn giữ được tỉnh táo nói ra được lời đúng đắn thấy vãn thanh như thế trong lòng hắn không hiểu sao có điểm vui mừng nữ tử có hữu tình như vậy ở bên cạnh ra là một việc thật tốt hắn ở tại phượng gia nhiều năm như vậy đối với chuyện năm đó cũng biết rất rõ ràng chu nguyệt nhi mặc dù mỹ lệ xuất trần tính tình ôn như nhưng đã sống cùng kẻ khác thành đôi hơn nữa bản thân hắn xem cản bản chu nguyệt nhi không thích hợp với phượng cô chỉ có nữ tử trước mặt hắn đây trong nhu mang cương thâm tình hậu nghĩa mới là người thích hợp với da nhìn cảnh tượng như vậy không khiến hắn lại nghĩ thế vãn thanh nhìn thị vệ bị thương nhưng không biết phải thuyết phục thế nào lại thấy hắn kiên trì từ chối như thế biết hắn sẽ không để nàng bôi thuốc hơn nữa trên xe người kia căn bản là không chịu không kiên trì nữa, vì vậy cầm bình dược trong tay đưa cho sâm tổng quản, vậy làm phiền sâm tổng quản. nói xong bước chân hướng xe ngựa đi, trong lòng mang theo sự đau thương. đang lúc này từ phía xe ngựa trung tuyền một thanh âm lãnh khốc khởi trình. tất cả mọi người có điểm không rõ, bởi còn mấy kẻ hắc y nhân bịt mặt chưa có xử lý. mà vãn thanh quan tâm hơn là lúc này hắn cho khởi trình thì tên thị vệ bị thương kia như thế nào chỉ thương được hắn muốn thị vệ kia phải chết mới hả sao tài không nghĩ ra hoàng kỳ tiến lên trước hướng phượng cô bẩm báo ra mấy kẻ hắc y nhân kia xử lý ra sao giết giọng nói vô tình quả quyết vang lên không lưu nửa phần tình người hoàng kỳ có chút ngạc nhiên không rõ vì vậy lại hỏi giết bọn họ ra không tra hỏi xem kẻ nào đứng sau làm chủ sao ngươi cho là có thể tìm được thông tin về kẻ đứng sau bọn người này sao đơn giản thế ư kẻ đó nếu có thể làm cho bọn người này đến giết ta liệu không dự đoán thất bại sao có có thể để bọn chúng lúc thất bại khai ra kẻ đó sao hắn nhất định là đã có chuẩn bị rồi phượng cô nói giọng lạnh nhạt hoàng kỳ vừa nghe có chút lạnh lùng mang theo vài phần không cho là đúng ha ha nô tỳ không nghĩ ra không ngờ như thế lời của nàng mang theo vài phần lạnh lùng giống xà độc không biết vì sao nghe giọng nói này vãn thanh dung mình một cái Giọng của Phượng cô đã đủ tàn nhẫn mà nghe của Hoàng Kỳ lại càng thấy âm độc. Vãn Thanh đoán được, nhiều người sẽ phải chết thảm, chỉ sợ sống không bằng chết. Phượng cô nhẹ nhàng mà nói, "Như vậy ngươi liền đi xem có chuyện gì với chúng đi." Không chỉ Hoàng Kỳ, mọi người xung quanh cả Vãn Thanh nghe xong đều quay đầu nhìn về phía đám hắc y nhân. Bọn chúng khóe miệng mỗi người đều chảy máu đen, đã đi đời nhà ma. Xem ra, nhóm này tất cả đều là tử sĩ gia thật lợi hại, nô tỳ ngu dốt, đúng là không nghĩ tới điểm này. hoàng kỳ lập tức quỳ xuống, trịnh trọng nói những lời kia. một mặt thật sự khâm phục phượng cô, đồng thời cũng sợ phượng cô nhất thời tâm tình không tốt dáng tội. dọc đường liên tục bị đánh lén, kẻ phía sau kia ta đã bày, tám phần đoán ra, đợi tên giò la về là có thể biết rõ. phượng cô trái lại không hề trách tội nàng, nhưng lời nói rồi lại càng khiến mồ hôi trên người hoàng kỳ chảy ròng ròng đột nhiên phượng cô làm như nhớ ra cái gì bất thường liền kêu hồng thư hồng thư vội vàng tiến lên ra có gì phân phó gần đây ngươi rất tiến bộ chỉ một chiêu mà tuyệt diệu vô cùng chiêu thức như vậy có thể phá được trận của đối phương cũng không tệ nói đi ngươi muốn ban thường gì phượng cô luôn luôn là một người thường phạt phân minh lúc này mới nhớ ra hồng thư lập công vì vậy nghĩ đến chuyện ban thường hồng thư vừa nghe quỳ xuống, nô tỳ không dám lĩnh thưởng. sao, phượng cô nghe xong có chút kỳ quái. những thuộc hạ này sớm đã quen với tác phong hành sự của hắn, là tứ thị tì nhất mực trung thành với hắn, sống chết với hắn, thường cùng phạt các nàng đều lĩnh nhận, căn bản sẽ không nói nhiều lời. đó cũng là nguyên nhân mà hắn rất vừa lòng với các nàng. hôm nay hồng thư hứa có điểm khác thường, không phải chỉ phượng cô cảm giác được kỳ quái, một bên mọi người cũng biểu lộ ánh mắt ngạc nhiên. Vãn thanh thấy thế, biết là Hồng Thư muốn nói là nàng dạy nàng ấy, nhưng nàng cũng không nghĩ ra, trước giờ, đội ngũ binh pháp chỉ có nam tử mới biết, nàng chỉ là nhàn hạ vô sự học một ít, cũng không muốn mọi người biết tới. Đang muốn để Hồng Thư nhận thì nàng lại nói ra. Ra, kỳ thật một chiêu phá trận kia, không phải do nô tỳ nghĩ ra mà là do nhị phu nhân dạy nô tỳ. ra muốn thưởng thì hãy thường cho nhị phu nhân. Hồng Thư nói như vậy, đối với Phượng cô không một lời nói dối, về phương diện khác cũng là hy vọng ra nhìn nhận tốt hơn về nhị phu nhân. Nàng rất tôn sung nhị phu nhân. Sao, từ trong xe ngựa phượng cô nói ra, cảm giác kỳ quái, tứ thị tì, trừ hoàng kỳ ra, ba người còn lại đều học theo võ công của hắn. Năng lực các nàng ra sao, hắn là người rõ nhất. Mà trận pháp vừa rồi vô cùng hiểm, đến tựu liên xâm, xâm tổng quản cũng khó có thể phá giải, hồng thư một chiêu có thể phá là điểm rất khó hiểu hắn những tưởng là do nàng gặp may mà thành, không ngờ rằng là do thượng quan vãn thanh chỉ cho nàng. Trong nhất lời, hắn có cái nhìn khác về nàng. Không nghĩ tới, tài nữ vân quốc chẳng những cầm kỳ thi hỏa, thì từ ca phú thông thảo, lại còn phá giải được trận pháp. Không biết là người như thế nào. Hắn có vài phần tò mò. Hồng Thư nghe qua thấy sự nghi hoặc của Phượng Cô lại bỏ thêm câu, những điều nô tỳ nói đều là sự thật. Người học ở đâu ra? Phượng cô đột nhiên hỏi một câu. Hồng Thư nhất thời sướng sờ, không hiểu ý tứ của hắn, nhưng dù sao cũng là người hầu hạ bên gia đã lâu, chốc lát đã hiểu ra, liền chuyển hướng sang nhị phu nhân. Ánh mắt nháy nhỏ, khẽ giọng nhị phu nhân, ra đang hỏi người. Vãn thanh bất đắc dĩ, nghĩ đến việc nói chuyện với nam nhân lãnh khốc này nàng cảm giác không thoải mái, nhưng nghĩ lại, đôi khi quật cường chỉ hại bản thân. Suy nghĩ một chút rồi nói. Cúi mặt xuống, Thanh âm truyền ra mềm nhũn mà tình cảm. Hồi ra không học ở đâu, chỉ là trước kia xem trận pháp trong sách mà ngộ ra. Tự học mà thành mấy ai làm được? Phượng cô nói nhỏ trong giọng nói đã bớt đi lãnh khốc. Nghe hắn khích lệ, Vãn Thanh cũng không có chút cao hứng, đứng nguyên một chỗ không có nói thêm gì. Chờ thấy Phượng cô lại nói, nghĩ xem muốn thưởng cái gì, Vãn Thanh ngẩng đầu, vốn định nói không cần, vì căn bản nàng không muốn nhận thị tình của hắn chỉ là ánh mắt lại lướt qua tên thị vệ kia. Trong lòng không đành lòng, vì vậy nói, thiếp thân hy vọng ra có thể an trí tốt cho tên thị vệ bị thương kia. Trong xe phượng cô nghe đến những lời này, mặt biến sắc lạnh lùng, mắt lóe lên giận dữ, hắn khó khăn lắm mới có hảo tâm tình thường cho nàng, ai ngờ nàng lại đem chuyện xin cứu tên thị vệ ra để xin với hắn. Thành âm khinh lãnh truyền ra, lãnh xâm, an bài tên thị vệ kia về song phúc chấn. Những người khác khởi trình. Mặc dù Phượng Công ngữ khi bất hảo, nhưng tên thị vệ kia được trị thương, Vãn Thanh vô cùng vui mừng. Nàng vốn tâm địa Bồ Tát, thấy một người máu chảy đầm đìa như thế trước mắt, muốn nàng ngồi yên là không thể được. Chương 40: Mỹ nhân khó gả. Thất thân làm thiếp. Qua một hồi biến động, tất cả tựa hồ quay trở lại sự yên bình như ban đầu. Hơn 10 ngày qua, tất cả song êm gió lặng, không phát sinh thêm bất cứ chuyện gì nàng cùng vãn cô từ hôm đó dường như có chung một suy nghĩ nào đó, không hề phát sinh một vấn đề gì thêm, hắn cũng không hề làm khó dễ thêm cho nàng, nàng cũng một mực tận lực tránh né mọi việc phải tiếp xúc với hắn. Không có song nhi bên cạnh nhất thời chưa quen được, mặc dù Hồng Thư hết sức tỉ mỉ chăm sóc nhưng thật sự vẫn có cảm giác thiếu một phần thân thiết. Dù sao song nhi theo hầu bên nàng cũng đã mười mấy năm, hàng ngày luôn vui cười bên nhau, là điều thật hạnh phúc kéo màn xe lên nàng nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Rất đẹp, vạn vật tỏa sắc, núi non xanh biếc, yên bình thanh tĩnh, không có bất cứ điều gì tư nhiễu, không buồn không lo, trái lại rất hợp cho việc du sơn ngoạn thủy. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tầy gang. Đang lúc nàng ngắm cảnh núi non, vượn hót thì có tiếng cười vọng qua, nàng sợ rằng lại có phiền phức. Những ngày qua nàng không dám suy nghĩ chuyện này, đã hơn 10 ngày, hắn không nên tới, Ai biết hắn nghĩ thế nào lại ngang nhiên xuất hiện trước mặt nàng? Bất quá hắn thật kiêu ngạo, dám thể hiện là mình đang ở phía sườn núi, hoàn toàn không sợ chết. Nhìn qua hai phía tả hữu, hai người thị vệ đi bên tựa hồ không hề phát hiện ra điểm gì bất thường. Nàng tự cười mình, bản thân chắc là nhìn thấy ảo giác. Nhưng nàng nghĩ lại, rõ ràng không phải là ảo giác. Nhưng lần này Hồng Tư đang bên nàng, nếu hắn muốn bắt nàng đi thì sẽ không dễ dàng vậy. Nghĩ đến đây chợt thấy tiếng hô hoán của thị vệ phía trước, có lẽ có chuyện gì xảy ra, xe ngựa cũng chợt ngừng lại. Lòng nàng, cùng với cú sóc này xe nàng một phen chấn động, mí mắt giật liên hồi. Biết lại có chuyện, nàng hé rèm che, không hiểu giữa đường tại sao lại có một tảng đá lớn ngăn trở lối đi. Không qua lớn nhưng cũng đủ gây khó dễ cho xe ngựa đi qua. Nhưng xử lý được cũng không phải là chuyện đơn giản, bởi vì hai bên sườn dốc, về căn bản không biết rời tảng đá đi bằng cách nào. Chỉ thấy lãnh sâm là lặng lặng đứng ở phía xa, sau đó nói đá vụn. Vài tên thị vệ phi thân từ trên ngựa xuống, vận lực trong tay, trong tay bọn họ ngưng tụ lại một vòng rượu quang. Hống, lớn một tiếng, bốn người nhất tế hướng tay về phía tảng đá lớn dùng sức đẩy, tảng đá lớn dần di chuyển rồi bay là là đất. Vãn thanh vô cùng ngạc nhiên, nàng rất cảm thán trước loại nội công ảo diệu thần kỳ này nhìn tảng đá bay lên thập phần quỷ dị. Tinh thần bừng tỉnh, trong nháy mắt, tảng đá đã vỡ vụn ra. Giờ cũng đã qua trưa, chỗ này rừng núi sương mù, mà trói mắt phi thường, giống như có độc khiến người ta không thể chịu nổi phải nhắm mắt lại. Không rõ thế nào, tay nàng bất giác hướng về phía hồng thư nắm lấy. Ngón tay thon dài, hơn nữa lại thập phần cường hữu thủ trường, có một cái bao dày đủ bao trọn bàn tay nhỏ bé của nàng. Không đúng, nàng kinh hãi hất tay ra đột nhiên bị kéo lại cả người nàng suy chuyển sương mù dày đặc nàng vừa cảm thấy thân thể động đẩy đã bị người mang xa khỏi đoàn xe nàng cảm thấy mùi hương xa lạ mà quen thuộc tùng thảo vị nàng bất giác khẽ thở dài không nghĩ tới một vòng lại bị hắn bắt đi thật không biết nên nói cái gì mới phải nên khen hắn thâu thuật lợi hại hay nên nói rằng phượng cô khả năng cảnh giác quá kém đây không biết vì sao nàng hội suy nghĩ được hai lần bị tà phong bắt đi đều thập phần kỳ quái đội thị vệ không hề hay biết trong khi thường ngày họ canh giữ vô cùng nghiêm ngặt nàng có cảm giác như bọn họ để cho nàng bị người ta bắt đi bởi vì vừa xong cả đội thị vệ không có một người nào đuổi theo cho là họ không hề phát hiện ra đi nhưng không thể có khả năng như thế nhưng bản thân nàng nhất thời không đoán ra được nguyên nhân đó nàng mở đôi mắt xinh đẹp mang theo vài phần tức giận chừng mắt hướng qua tà phong ngươi là âm hồn phải không lời nói nửa chừng bị ngắt bởi nàng bị tà phong đột ngột ôm trọn trong ngực hắn tư thế mập mờ không rõ trên mặt nàng nóng dần đỏ bừng sao lại là âm hồn bất tán đây khó nghe quá chúng ta đây nên gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ khuôn mặt tà phong tươi cười nói ánh mắt tinh quái nhìn về phía vãn thanh trên mặt nàng là một màu hồng phấn, càng lúc càng nóng, thân thể cứng ngắt, trong mắt tỏa ra vẻ kỳ lạ. Hắn cho rằng thân thể nàng không khỏe liền hỏi, ngươi làm sao vậy? Lời vừa mới dứt vãn thanh liền thét lên, buông. Mặt nàng lộ rõ vẻ thẹn thùng, cả người kiều diễm như xuân hoa, trông cực kỳ mỹ lệ. Tà phong bất giác nhìn tư thế của hai người bọn họ. Hắn cũng, hống, lên một tiếng, mặt đỏ bừng. Hắn không phải cố ý a à hắn chưa từng có ôm qua nữ tử, chỉ là mới rồi thuận tay lôi nàng liền kéo vào trong lòng, chưa kịp ngẫm lại liền ôm nàng phi nước đại. Lúc này đây hắn mới thấy bộ dạng lúc này của hai người thật ám muội. Trong lòng nghĩ sao phản ứng vậy, nghe nàng thét buông hắn liền buông tay ra, quên mất bản thân lúc này đang khinh công bay giữa không trung. Vãn thanh cả thân rơi thẳng tắp xuống đất. Tà phong hoàng mình vội hướng theo kéo vãn thanh lại nhưng không kịp khinh công, vô phương cứu cả hai người cứ thế rơi thẳng xuống đất vì tránh cho vãn thanh ngã bị thương hắn ôm lấy vãn thanh rồi quay người xuống dưới cuối cùng vãn thanh ngã trên thân người của hắn ha ha ám muội chết đi nhá nhá công nhận anh nè ga lăng phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn